Trọng tài lại gây tranh cãi, U20 Việt Nam bị loại cay đắng. Trọng tài Abdullah Jamali, người Kuwait, đã có những tình huống xử lý gây tranh cãi khi U20 Việt Nam thất bại trước U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023. Phút 59, cầu thủ số 19 Safari của U20 Iran trong một pha tranh bóng đã đạp thẳng vào ngực của Đức Phú. Ở tình huống này, trọng tài Abdullah Jamali đứng gần vị trí phạm lỗi và có góc nhìn thuận lợi. Pha đạp bóng khiến người hâm mộ liên tưởng đến tình huống Nigel De Jong phạm lỗi với Xabi Alonso ở chung kết World Cup 2010 giữa Hà Lan và Tây Ban Nha. Sau tình huống này, trọng tài Abdullah rút thẻ vàng dành đến cầu thủ U20 Iran. Các cầu thủ U20 Việt Nam phản ứng đòi rút thẻ đỏ cho cầu thủ đối phương. Thời điểm này tỷ số là 1-1. Đến phút bù giờ thứ 5, Quốc Việt bị cầu thủ U20 Iran đốn ngã trong vòng cấm. Trọng tài Abdullah Jamali xua tay, không cho U20 Việt Nam hưởng phạt đền. Lúc đó tỷ số đang là 1-3. Nếu ghi thêm một bàn, U20 Việt Nam mới là đội đi tiếp, chứ không phải U20 Australia. Sau trận đấu, Khuất Văn Khang tỏ thái độ bất mãn. Hiếm khi đội trưởng U20 Việt Nam lại phản ứng trọng tài quyết liệt như vậy. U20 Việt Nam nhận thất bại với tỷ số 1-3 và cay đắng bị loại. Dù có 6 điểm như U20 Australia và U20 Iran, song đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn kém về chỉ số đối đầu giữa ba đội. Cụ thể, cả ba đội cùng có 3 điểm. Tuy nhiên, U20 Việt Nam có hiệu số -1, U20 Australia 0, U20 Iran +1. Thêm một trận đấu nữa, sau trận thắng U20 Qatar 2-1, U20 Việt Nam bị ức chế với tiếng còi của các trọng tài. Vua áo đen Abdullah mới cầm còi chính thức các trận đấu quốc tế trong năm nay. Đó là cúp vùng vịnh 2023. Dù vậy, ông mới bắt chính một trận là chiến thắng 3-2 của Oman trước Yemen ở vòng chung kết U20 châu Á 2023. Trọng tài Abdullah mới có trận bắt chính đầu tiên giữa U20 Việt Nam với U20 Iran. Ba trận trước đó, ông làm trọng tài bàn.